61 nữ tu dòng kín đã viếng thăm một nhà tù. Tàu Noe trong Kinh Thánh đã xuất hiện trong cuộc sống đời thực. Vatican họp báo về chủ đề Đại hội Gia đình Thế giới 2018 ở Ireland. Để ghi dấu đời sống thánh hiến như một phần trong năm thánh lòng thương xót do Đức Giáo Hoàng Francisco công bố, hôm 23 tháng 5 vừa qua, một nhóm 61 nữ tu dòng kín thuộc 6 tu viện ở Santiago, Chile đã thực hiện một chuyến thăm lịch sử tới trung tâm nhà tù nữ của địa phương và dành thời gian chia sẻ với các tù nhân cũng như tham dự thánh lễ với họ. Đức Hồng Y Ricardo Ezzati, chủ sự trong thánh lễ đã cho biết, tôi không biết trong 400 năm lịch sử của Santiago đã có một dịp nào khác không, khi các nữ tu chiêm niệm từ một số tu viện đã kết hợp với nhau để tham dự thánh lễ với một nhóm chị em phụ nữ phạm nhân trong cùng đức tin đang bị giam giữ. Đức Hồng Y Ricardo nói rằng, các nữ tu đã đề nghị được đến thăm các tù nhân, để các chị em, những người chiêm ngắm nhan Thánh Chúa mỗi ngày trong cầu nguyện, có thể ngắm được Thiên Chúa, nơi khuôn mặt của những người đang đau khổ, đang trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc đời của họ. Sau thánh lễ, các nữ tu đã hát một bài hát truyền thống của Chile để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria và để làm ngạc nhiên mọi người. Bốn nữ tu đã đứng dậy nhảy múa. Sau đó, họ đi ra sân của nhà tù. Tại đây, họ tiếp tục chia sẻ với các tù nhân. Đối với nữ tu Maria Rosa sống tại tu viện San Jose, thì cuộc viếng thăm là một ân huệ được chia sẻ, cảm nhận nỗi buồn, niềm vui. Và nữ tu cho biết, chị đã thực sự cảm thấy mình như là một người chị em với họ và được nên một với họ. Nữ tu nói, nó đã đánh động tôi qua cuộc gặp gỡ này và vào chính ngày lễ Chúa Ba Ngôi, thì điều đó có nghĩa là Thiên Chúa ngự trong mỗi tâm hồn. Nữ tu đã nói với văn phòng truyền thông của Tổng giáo phận. Raelin, một trong những tù nhân, đã nói rằng, thật là tốt vì được các nữ tu viếng thăm và cầu nguyện cho chúng tôi. Các nữ tu và các giám mục đến đây đã giúp nâng đỡ chúng tôi. Chúng tôi rất cần nhiều người đến thăm chúng tôi. Anna Chakan, một tù nhân khác, các nữ tu đến đây đã làm cho tinh thần của chúng tôi thêm phấn khởi. Xem các nữ tu dòng kín thân thương thực hiện những điệu nhảy truyền thống và nung nưa những khăn trùng đầu nhịp nhàng là điều mới mẻ đối với tôi. Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa đã bắt đầu từ tháng 12 năm 2015 và sẽ kết thúc vào tháng 11 năm 2016, nhằm mục đích khuyến khích người Công giáo cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa, cả trong bí tích giải tội và những biểu hiện cụ thể của lòng thương xót qua công việc bác ái thường ngày. Noe trong Kinh Thánh đã xuất hiện trong cuộc sống đời thực. Một người đàn ông Hà Lan đã tái tạo lại mô hình con tàu Noe, bắt đầu với chuyến đi Fortaleza, Brazil vào mùa hè năm 2016. Công việc này khởi đầu với một giấc mơ đã khiến ông trải qua tiến trình 13 năm nghiên cứu và tiết kiệm tiền để dựng lại tàu Noe chính thức theo như Kinh Thánh. Nó không chỉ là chính xác về kích thước, nhưng còn dùng cùng loại gỗ và đinh mà Noe đã dùng. Công trình xây dựng này kéo dài 4 năm rưỡi và nay con tàu 2.500 tấn đã sẵn sàng cho các cuộc phiêu lưu mà mục đích chính của nó là truyền giáo. Johann Hobe, thợ xây tàu Noe, nói, một năm trước, Thiên Chúa đặt để một khát khao và tầm nhìn vào tim tôi, và đó là phải xây dựng một bản sao cùng kích cỡ của con tàu ông Noe ở Hà Lan này, mà như các bạn có thể nhìn thấy phía sau tôi. Ông Johann Hobe cho biết, con tàu sẽ du lịch vòng quanh thế giới trong thập niên tới hoặc hơn nữa, và để chia sẻ với mọi người về câu chuyện của Noe và động vật. Ông cho biết, mình muốn nói với thế giới rằng, đó là một câu chuyện có thật. Ông Johann chia sẻ, khi ở trên tàu, ông có thể nhìn thấy, cảm thấy và ngửi thấy câu chuyện. Và thật là tuyệt vời để nói với mọi người rằng, đó là một câu chuyện có thật. Nó được viết cả ở trong Kinh Thánh và trong Kinh Quran cũng như Kinh Torah. Đây là con tàu lớn thứ hai mà Johann đã làm và nó lớn gấp 14 lần
so với kích thước cái thứ nhất. Con tàu đã được hoàn tất với một nhà hát, phòng tái hiện các loại động vật bao gồm kangaroo, khỉ, bò ngựa và chim chóc. Quỹ tàu Noe đã cộng tác với Johan để hoàn thành mục tiêu cách khả thi. Họ lên kế hoạch xây dựng các trung tâm tàu hy vọng, là những trung tâm chuyên hỗ trợ về giáo dục trên các quốc gia mà họ sẽ viếng thăm. Con tàu có sức chứa 5.000 khách tham quan cùng một lúc và sẽ đón khách tham quan lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 7 trong mùa hè này. Vatican họp báo về chủ đề Đại hội Gia đình Thế giới 2018 ở Ireland. Tin mừng của gia đình, niềm vui cho thế giới là chủ đề của Đại hội Gia đình Thế giới năm 2018 tại Dublin, Ireland. Và đại hội nhằm nhấn mạnh đến vai trò của gia đình như là một thúc đẩy ổn định trong xã hội. Trong buổi họp báo ở Vatican vào thứ Ba ngày 24 tháng 5, Đức Tổng giám mục Diarmuid Martin đã nói với các nhà báo rằng gia đình không chỉ là đối tượng quan tâm của xã hội. Đúng hơn là các gia đình có một vai trò quan trọng như là thành phần chính thực sự của sự đổi mới và việc loan báo tin mừng cho các thế hệ tương lai. Điều này đã được nhấn mạnh tại Thượng hội đồng giám mục về gia đình gần đây. Các gia đình là thành phần tham gia tích cực trong các mục vụ của xã hội thông qua tính xác thực của đời sống hàng ngày của họ trong gia đình. Vị giám mục nói tiếp rằng Đại hội Gia đình Thế giới phải là một dịp để khuyến khích và duy trì các gia đình trong sứ vụ này. Đức Tổng giám mục Martin đã giải thích, chủ đề được chọn cho Đại hội Gia đình Thế giới muốn nhấn mạnh đến vai trò của gia đình trong xã hội và sự đóng góp của các gia đình đối với bản chất toàn diện và sự ổn định của xã hội. Thủ đô Ireland đã được chọn là nơi tổ chức Đại hội Gia đình Thế giới trong lần đại hội gần đây nhất diễn ra ở Philadelphia vào tháng 9 năm ngoái, và Đức Francisco cũng đã tham dự. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Martin đã kể lại cho các nhà báo những gì Đức Thánh Cha Francisco đã nói với ngài khi bước vào hội nghị Thượng hội đồng giám mục tháng 10 năm ngoái. Ngài cũng một lần nữa nhắc về việc Đức Francisco mong muốn đến Ireland nhân dịp đại hội sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 năm 2018 tại Dublin.